Xin kính chào quý ông bà anh chị em lịch công giáo trong tuần. Hôm nay ngày 14 tháng 4 năm 2021, đại lễ Chúa Phục Sinh lễ trọng. Mùng năm thứ hai để nhớ Thánh Vincente Ferrero linh mục. Mùng 6 thứ ba, mùng 7 thứ tư nhớ Thánh Gioan Bautista Nassan linh mục. Mùng 8 thứ năm, mùng 9 thứ sáu, mùng 10 thứ bảy, 11 Chủ nhật thứ hai mùa Phục Sinh lễ trọng lễ Chúa tình thương nhớ Thánh Stanislao giám mục từ đạo. Sau đây là lịch phục vụ cho tuần tới. Tuần tới thì phần đọc sách sẽ do cô Tuyết Trần, phần lời nguyện giáo nhân sẽ do anh Kim Nguyễn, phần dâng lễ vật sẽ do anh chị Vũ và Quyên. Các em giúp lễ gồm có Helbert, Swinton và Cynthia. Ngày hôm nay cộng đoàn chúng ta sẽ có nghi thức rửa tội cho một cháu bé. Vậy xin chúng ta đứng lên hướng về cuối nhà thờ để cha quản nhiệm bắt đầu nghi thức cho cháu bé. Khi xin phép rửa tội cho con cái của chị là những trách nhiệm giáo dục con trong đức tin để em tuân giữ giới răn của Chúa, làm nên Chúa và yêu người như Chúa Kitô đã dạy cho chúng ta. Anh chị có ý thức điều đó không? Thưa có. Đỡ đầu. Chị người đỡ đầu sẵn sàng giúp đỡ cho em để thi hành nhiệm vụ không? Dạ, thưa con. Nhân dân cộng đoàn ở Manchester, cha hân hoan đón nhận con vào cộng đoàn. Cha ghi dấu thánh giá của Chúa cho con. Sau đó, cha mẹ và người đỡ đầu cũng sẽ ghi dấu thánh giá của Chúa Kitô cho con. Chúa đã sống lại, trần hoạt ơi nào cao.
trần hoàn nơi nào ca vui. Chúa sống lại rồi để dựng xây cuộc sống mới. Chúa đã khai hoa, người người ơi cùng hân hoan. Họ đặt tình cho khắp muôn dân, theo vang lên câu hát tri ân. Ngày mừng Chúa chiến thắng tự thân. Kính thưa quý bà và anh chị em, hôm nay hợp với giáo hội Hoàn Vũ, mừng Chúa Giêsu Kitô của chúng ta đã sống lại khải hoàn như ca đoàn đã tuyên xưng và ca cho chúng ta bài hát chính Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa đã xuống trần gian để chết cho chúng ta và để xóa tội và giải thoát chúng ta khỏi cái chết ở trong cuộc sống này. Và ngày hôm nay chúng ta cũng có cháu được rửa tội và một anh cũng được thêm rước lễ lần được rước lễ cùng với xin thêm bí tích thêm sức để chuẩn bị cho lễ thành hôn vào năm tới hay trong những năm sắp tới. Đó là cái điều mà tất cả mọi người chúng ta mong ước sống để phục vụ Chúa và tha nhân. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô và tình yêu của Thiên Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu.
Lời Chúa trong sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phêrô lên tiếng nói rằng: Như anh em biết điều đã xảy ra trong tổng cõi Judea, khởi đầu từ Galilea, sau khi Gioan rao những phép rửa, ấy là Chúa Giêsu thành Nazareth. Thiên Chúa đã dùng thánh thần và quyền năng mà sức dầu cho người. Người đi khắp nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở cùng người. Và chúng tôi là chứng nhân tất cả những gì người đã làm trong nước Do Thái và tại Jerusalem. Người là đấng người ta đã giết treo người trên thập giá. Nhưng ngày thứ ba, Thiên Chúa đã cho người sống lại và hiện ra không phải với toàn dân, mà là với chúng tôi là nhân chứng Thiên Chúa đã chuyển chọn trước. Chính chúng tôi đã ăn uống với người sau khi người từ cõi chết sống lại. Và người đã truyền cho chúng tôi rao giảng cho toàn dân và làm chứng rằng chính người đã được Thiên Chúa tôn làm quan án xét xử kẻ sống và kẻ chết. Mọi tiên tri đều làm chứng về người rằng tất cả những ai tin vào người thì nhờ danh người mà được tha tội. Đó là lời Chúa. Thank you.
trong ngày đó. Lời Chúa trong thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Colosse: anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Đức Kitô, anh em hãy tìm những sự trinh trần. Nơi Đức Kitô ngồi bên hữu Thiên Chúa, anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất, vì anh em đã chết và sự sống anh em được ẩn giấu với Đức Kitô trong Thiên Chúa. Khi Đức Kitô là sự sống anh em xuất hiện, bây giờ anh em sẽ xuất hiện với người trong vinh quang. Đó là lời Chúa. Ca Kitô hữu hay, thiên dân lời khen ngợi lễ vượt qua. Chiên con đã cứu chùa và chiên mẹ. Đức Kitô vô tội đã hòa giải tội nhân với Chúa Cha. Sông và trên hai bên sông đâu cắt diệu kỳ. Tương lan sự sông đã chết đi, nhân văn sông mà cai trị. Hỡi Maria, hãy nói cho chúng tôi nghe, bà đã thấy gì trên quãng đường đi? Tôi đã thấy một Đức Kitô đang sống và vinh quang của Đấng Phục Sinh. Thấy các thiên thần làm chứng, thấy các niềm và hy phục. Đức Kitô là hy vọng của tôi đang phục sinh. Trước chư vì tôi xứ Galilea, chúng tôi biết Đức Kitô đã sống lại thật từ cõi chết. Lạy Chúa, vua chiến thắng, xin thương xót chúng con. Ngày đầu tuần, Maria Magdalena đi ra mộ từ sáng sớm khi trời còn tối, và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ khác được Chúa Giêsu yêu mến. Bà nói với các ông rằng: người ta đã lấy xác thầy khỏi mộ, và chúng tôi không biết người ta đã để thầy ở đâu. Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mộ, cả hai cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước. Ông cúi xuống nhìn thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon Phêrô theo sau cũng tới nơi, và ông vào trong mộ và thấy những dây băng nhỏ để đó và khăn liệm che đầu người trước đây, không để lẫn với dây băng, nhưng quần lại để riêng một chỗ. Bây giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới trước, ông thấy và ông tin. Vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo kinh
thánh thì người phải sống lại từ cõi chết. Đó là lời Chúa. First of all, we come together and separate the Jesus Christ really rose from the death and given to us the hope. The hope that after this life, we do have another life with God in heaven. And that's why we celebrate his birth, December 25th. And also today, we celebrate his resurrection. That's the way that Jesus himself, the Son of God, came and lived with earth for 33 years and shared with us in all things and also to serve for the world, for each other. Because the sins of the world, therefore, they killed, you know, the innocent Jesus himself. And therefore, God raised him up after only 3 days. And you can see that all the reading today, very much like the choir sing, this is the day the Lord has made. Let us be joy and be glad. Đó là cái điều mà tất cả mọi người chúng ta mong ước, là Đức Giêsu Kitô của chúng ta xuống trần gian để phục vụ và để chết cho con người. Và đó là cái ngày mà tất cả mọi người chúng ta mong ước. Chúng ta mong ước mừng Chúa Giêsu Kitô của chúng ta xuống thế. Nhưng quan trọng hơn là ngày hôm nay. Cái ngày hôm nay là cả vũ trụ, cả nhiều thế hệ đã mong ước Đức Giêsu Kitô của chúng ta chết, nhưng mà không phải là hết, mà là chết được phục sinh. Chúng ta cũng thấy là mỗi một ngày, và vì chúng ta không bao giờ quên cái ngày sinh nhật của chúng ta. Ngày sinh nhật của chúng ta nhớ. Và cứ mỗi một năm là chúng ta nhớ đến cái ngày sinh nhật. Nhưng mà càng nhớ đến ngày sinh nhật bao nhiêu thì chúng ta lại kề với cái ngày mà chúng ta sẽ phải ra nghĩa địa hay là xuống mồ bấy nhiêu. Khi mà chúng ta sống như vậy thì chúng ta mới thấy được là sự sống của chúng ta không phải chỉ có đời này mà là còn đời sau. Cho nên tất cả những bà Maria ra để mà gì thấy được là trong mồ không còn Đức Giêsu Kitô nữa, thì các bà nói với chúng ta điều gì? Nói với chúng ta là Đức Giêsu Kitô chết nhưng không có ở trong mồ. Là Đức Giêsu Kitô của chúng ta chính là Con Thiên Chúa, chính là Đấng cứu độ và chính là Đấng để cứu chúng ta khỏi tội lỗi, và chúng ta sẽ được sống với Người ở mai sau. Ngôi mộ mà không có thân thể thì chúng ta thấy được là tất cả mỗi một người chúng ta một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ ở cái ngôi mộ này. Nhưng nếu mà chúng ta không bám víu vào Chúa, không sống theo lời của Chúa dạy và không thực thi tất cả những gì mà Thiên Chúa làm, thì có thể là thân xác của chúng ta ở đấy mãi mãi không thể sống lại được. Đấy. Cho nên ngày hôm nay Giáo hội Hoàn Vũ mừng Đức Giêsu Kitô của chúng ta sống lại, và Thánh Phaolô người là trước khi về trở về lại với Người Công giáo thì Thánh Phaolô đã phát siêu thì lại tin là có sự sống đời sau. Cho nên khi mà Đức Giêsu Kitô của chúng ta hiện ra với ông thì ông mới cảm thấy được là có sự sống nhất định phải có. Và chính vì như vậy cho nên tất cả những cái bài đọc mà chúng ta đọc trong các cái ngày lễ mộ, lễ an táng thì chúng ta phải hiểu là Thánh Phaolô đã cảm nghiệm được
sự sống và sự chết của con người. Ngài nói như vậy: hỡi sự chết, chiến thắng của ngươi ở đâu? Hỡi sự chết, lòng độc của ngươi ở đâu? Nọc độc của sự chết là tội, và thế lực của tội là lề luật. Tạ ơn Thiên Chúa đấng đã ban cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Cho nên thân thể của chúng ta đúng là khi mà chúng ta mất thì chúng ta sẽ được chôn. Nhưng nếu những công ích, những gì mà chúng ta làm thì Đức Giêsu Kitô của chúng ta sẽ cho chúng ta được sống ở đời sau. Cho nên tối hôm qua thì ở bên Rome, Đức Thánh Cha Francisco đã dâng thánh lễ mà chúng ta thử tưởng tượng ngôi đền thờ một thánh Phêrô rất là lớn, mà ở bên đấy chỉ cho 200 người thôi. Cho nên thánh Phêrô, Đức Thánh Cha của chúng ta rất là buồn, là bởi vì không có được những thánh lễ của Chúa Phục Sinh mà chỉ có vỏn vẹn một số người. Cho nên ở đất nước Mỹ của chúng ta, gần 1/3 dân số của chúng ta đã được chích thức ngừa, cho nên không có bị cấm đoán nhiều. Nhưng rất nhiều nơi trên toàn thế giới hầu như là không có cái ngày để mà mừng Chúa Phục Sinh. Cho nên chúng ta cảm ơn đất nước của chúng ta. Thì Đức Thánh Cha Francisco nói như vậy, chắc đọc bằng tiếng Anh để tất cả các bạn chị em cũng biết. In Rome, last night, the Pope Francis celebrated the Jesus Christ rose from the dead. Only 200 people alive. And in Vatican, you see the very, very big. But the only 200 can celebrate with the Pope. And he said, the women thought they would have a body to anoint. Instead, they found an empty tomb. They went to mourn the death. Instead, they heard a proclamation of life. And you know, we celebrate our birth every year. But every year we remember our birth. Is that mean that every year we are closer and closer to the tomb? It doesn't matter how big, how small, how rich, how poor, how powerful the person, we're going to die. And we die to the tomb. Is there or not? It's up to each one of us. Jesus himself rose from the dead and gave to us the Jesus, the Son of God. He is our Savior, our Emperor, and our salvation. And he committed no sin. Therefore, he rose from the dead. The Blessed Mother of our Mother said, so far, we have only two committed no sin when they live on the earth. But you and I, we live here, we commit our sin, and therefore we need Christ Jesus to give to us the strength so we can overcome whatever sin in the world. And he continued to say this: this is the first Easter message that I would offer to you. It's always possible to begin anew, because there is always a new life that God can awaken in us in spite of all our future. That means that Jesus rose from the dead and God the Father helped her to understand. Doesn't matter how we are suffering, Jesus himself will heal and give to us new life. Even from the rubber of our hands, each of earth knows and knows the rubber of his own heart. The rubber of our hands, God can make a work of art. From the ruined remnants of our humanity, God can prepare a new history. He never ceases to go ahead of us. In the course of suffering,
desolation and death, and in the glory of a life that rises again, a history that changes, a hope that is reborn. In this dark month of the pandemic, let us listen to risen Lord, and He invites us to begin anew and never lose a hope. Chúng ta cũng thấy được là chính Đức Giêsu Kitô của chúng ta đã sống lại, và Đức Thánh Cha nói với chúng ta, đã gửi cho chúng ta một thông điệp, và thông điệp của năm nay là Chúa Phục Sinh luôn luôn lúc nào cũng mời gọi chúng ta, làm chúng ta trở thành con người mới, bởi vì Ngài không có gì mà Chúa Phục Sinh không thể làm được. Ngài sẽ cho chúng ta một cuộc sống và đánh thức chúng ta, và khi ngay khi chúng ta không trung thành với Người, hỡi những trái tim tan nát, hỡi những trái tim đang chịu đau khổ ở trong mùa đại dịch, hỡi những tâm hồn đang bị chìm đắm trong tội lỗi, khi mà chúng ta tuyệt vọng thì chính là Đức Giêsu Kitô của chúng ta cho chúng ta hy vọng. Ngày hôm nay tất cả mọi người chúng ta đến để giữ thánh lễ, Chúa của chúng ta đã chết nhục nhã nhưng đã chiến thắng khải hoàn, và Ngài đã là một món quà mà Thiên Chúa Cha cho chúng ta. Nếu Ngài không sống lại từ cõi chết thì có lẽ đức tin của chúng ta bị mất ý nghĩa, cho nên chính Thiên Chúa đã để cho Ngài được sống lại, thì ước gì một ngày nào Chúa cũng sẽ cho chúng ta được sống lại trong ngày sau hết. Ước gì tình yêu của Thiên Chúa cho phục sinh ở mãi với quý bà và chị em, và giúp cho tất cả quý bà và chị em vượt qua những khó khăn, những thử thách và những đau khổ trong cuộc đời này. May God continue to help you and carry you out and help you all the way to heaven. And may God of the empty tomb give to us empty body so we can join with Him in heaven. Xin mời chúng ta đứng để chúng ta chuẩn bị lễ bí tích thống hối, và chúng ta đã nhớ lại cái ngày mà chúng ta đã chịu phép trưởng tội. Anh chị em thân mến, nhờ mầu nhiệm vượt qua, chúng ta được mai táng với Đức Kitô trong bí tích thanh tẩy để được cùng Người sống lại trong đời sống mới. Bởi thế, giờ đây thời gian thanh luyện của mùa chay đã kết thúc, chúng ta cùng nhau lặp lại những điều đã tuyên hứa khi lãnh nhận bí tích thanh tẩy, là từ bỏ Satan với tất cả những gì thuộc về nó và trung thành phục vụ Chúa trong hội thánh công giáo. Sau đây tất cả mọi người chúng ta thưa từ bỏ. Vì anh chị em có từ bỏ ma quỷ không? Thưa. Anh chị em có từ bỏ mọi hành vi do ma quỷ xúi dục không? Thưa. Anh chị em có từ bỏ những quyến rũ của Satan không? Thưa. Xin mọi người chúng ta thưa tin. Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Chúa Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất không? Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô là con một Chúa Cha và là Chúa chúng ta, đã được Đức Trinh Nữ Maria sinh hạ, đã chịu khổ hình và mai táng, đã từ cõi chết sống lại và đang ngự bên hữu Thiên Chúa Cha không? Anh chị em có tin kính Chúa Thánh Thần, tin kính Giáo hội Thánh Thiện và Công giáo, tin mầu nhiệm hiệp thông trong chân thánh, tin có ơn tha tội, tin xác phàm sẽ sống lại và tin có sự sống đời đời không? Xin Thiên Chúa là Cha toàn năng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đã giải thoát chúng con khỏi vòng tội lỗi và cho chúng con được tái sinh nhờ nước và Chúa Thánh Thần,
nguyện xin người ban ơn gìn giữ để chúng ta luôn kết hiệp với Đức Giêsu Kitô được sự sống muôn đời. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã sai con Chúa xuống thế gian để trục xuất quyền lực của ác ta ra khỏi chúng con, giải thoát và đem con người được giải thoát khỏi nơi tối tăm ánh sáng kỳ diệu. Chúa sẽ làm cho em sau này khỏi bệnh, khỏi tội tổ tông, được trở thành đền thờ của Chúa Y Linh. Xin Chúa cũng cho Thánh Thần ngự trong em, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin Chúa Kitô cứu thế ban sức mạnh của người cho con, để biểu ơn ấy cha sự đều cứu lỗi cho con, trong cùng một Đức Kitô Chúa chúng ta, Đức hằng sống hằng trị muôn đời. Cha
gia đình cha. Thiên Chúa là Cha toàn năng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đã giải thoát con khỏi tội lỗi và tái sinh con bởi nước và Chúa Thánh Thần, chính người sức dầu cứu độ cho con, để khi gia nhập với toàn dân của người, con mãi mãi là chi thể của Đức Kitô, là tư tế, tiên tri, vương đế cho đến cõi đời đời. Sau đây cha sẽ chào ân đến của phục sinh của Chúa Giêsu Kitô sống lại cho bản tin này. Anh chị em thân mến, là những bậc làm cha mẹ và người đỡ đầu, ánh sáng này được cha phó cho anh chị trong nom, tức là lo lắng, được Chúa Kitô soi sáng, luôn luôn sống theo con cái sự sáng và bền vững trên đức tin. Nhờ đó khi con đến được ngân đón với người và toàn thể các thánh trên trời. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô làm cho kẻ biết được nghe, kẻ ngâm được nói, để sớm ban cho con đón nghe lời Chúa và tuyên xưng đức tin, để con ca tụng và vinh danh Chúa đến muôn đời. Sau đây cha đại diện cho cộng đoàn ở miền chất tờ của chúng ta trân trọng tuyên bố cùng quý bà anh chị em cho bác tin đã được rửa tội và qua bí tích rửa tội của ngày hôm nay, cháu và gia đình mãi mãi là chi thể của Đức Giêsu Kitô và là thành viên trong cộng đoàn của chúng ta. Xin tất cả mọi người chúng ta cho cháu, gia đình và người lao động của chúng ta. Sau đây, công đoàn của chúng ta hân hạnh đón một người trong cộng đoàn của chúng ta đã được rửa tội và ngày hôm nay được xin phép thiêm sức, và sau khi phép thiêm sức xong thì anh sẽ trở thành chiến sĩ cho giáo hội Công giáo của chúng ta, làm gương sáng và làm chiến đấu cho vì đức tin, cho gia đình và cho tất cả mọi người của chúng ta. Sau khi sống có thể trở thành và có thể nhận thêm
Bình an của Chúa ở cùng anh em và xin mọi người chúng ta đứng để đọc lời được giao nhận. Anh chị em thân mến, mầu nhiệm phục sinh của Đức Kitô có sức biến đổi toàn bộ lịch sử của nhân loại vì nó đưa những kẻ được tin vào Đức Kitô và cuộc sống bất diệt. Chúng ta hãy hân hoan chúc tụng Chúa và nài xin cho nhân loại mở lòng đón nhận tình yêu ấy. Chúng tôi đã ăn uống với người sau khi người từ cõi chết sống lại. Xin cho các linh mục đầy lòng khao khát tìm Chúa, có được kinh nghiệm gặp gỡ sâu xa với Chúa, để lòng được thắp bừng lòng yêu mến Chúa và các linh hồn. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa ban lời cho chúng con. Nếu anh em đã sống lại với Đức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời. Xin cho các thanh thiếu niên biết định hướng đời mình trong ánh sáng phục sinh, dám sống cho những lý tưởng cao đẹp để mưu ích cho tha nhân và đem lại hạnh phúc cho chính mình. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hiệp cùng Đức Thánh Cha Phanxicô, chúng ta cầu nguyện cho những người đang liều mình tranh đấu cho các quyền căn bản dưới các chế độ chuyên chế, độc tài và cả trong những chính thể dân chủ đang gặp khủng hoảng. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa Kitô, niềm hy vọng của tôi đã sống lại. Xin cho cộng đoàn phụng vụ chúng ta mở rộng tâm hồn đón nhận Đức Kitô phục sinh vào đời mình, để trong người chúng ta bắt đầu cuộc sống vĩnh cửu đầy niềm vui và hy vọng của Thiên Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đặc biệt ngày hôm nay chúng ta cũng cầu cho Chocatina cùng với anh Max được nhiều hồng ân của Chúa phục sinh và ước gì tình yêu của Chúa mãi ở trong chúng con. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, chúng con vui mừng tuyên xưng Đức Kitô phục sinh. Xin cho tâm hồn chúng con được chan chứa ánh sáng, niềm vui và ân sủng của con Chúa. Biến đổi chúng con nên sứ giả mang bình an và hy vọng đến cho mọi người. Chúng con cầu xin vì công nghiệp Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Trần thế con xin dâng bánh trưa thánh thiêng với bao tâm tình mến tin dâng.
trần thế. Con xin rằng bánh chư tinh thiêng với bao tâm tình bên đi sống nên hương thành tín để thương yêu Chúa đã chịu chi để thương yêu Chúa đã phục sinh cùng dân ngắm sớm chia Chúa.
danh xưng Cha là đấng cao cả, đã tác tạo mọi sự theo thượng trí và tình thương. Cha đã dựng nên con người giống hình ảnh Cha và trao cho việc trông coi vũ trụ, để khi phụng sự một mình Cha là đấng tạo hóa, con người cai quản mọi loài thú tao. Và khi con người đã mất tình nghĩa với Cha vì bất phục tùng, Cha đã không bỏ mặc con người dưới quyền lực sự chết. Thật vậy, Cha đã thương cứu giúp mọi người, để những ai tìm Cha đều gặp Cha. Hơn nữa, nhiều lần Cha đã giao ước với loài người và dùng các tiên tri mà dạy dỗ loài người, cho ơn cứu độ. Lạy Cha chi thánh, Cha yêu thương thế gian, đến nỗi khi tới thời viên mãn, Cha đã sai con một đến làm đấng cứu độ chúng con. Bởi phép Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể và được Đức Trinh Nữ Maria sinh hạ, đã sống trọn vẹn thân phận của con người của chúng con, ngoại trừ tội lỗi, đã luôn báo tin mừng cứu độ cho người nghèo khó, sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, niềm hân hoan cho người sầu khổ trong tâm hồn. Để chủ toàn ý định của Cha, người đã nộp mình chịu chết và từ cõi chết sống lại, người hủy diệt sự chết và cắn tân sự sống. Và để chúng con không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho đấng đã chết và sống lại vì chúng con, thì lạy Cha từ nơi Cha, người đã sai Chúa Thánh Thần nhân thể khởi đầu đến với các tín hữu, để Chúa Thánh Thần kiện toàn công trình của người nơi trần gian và hoàn tất công việc thánh hóa. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho Chúa Thánh Thần thánh hóa những của lễ này, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, hầu chúng con cứ hành mầu nhiệm cao cả này mà chính người trối lại cho chúng con làm giao ước muôn đời. Vậy lạy Cha chi thánh, khi đến giờ người được Cha tôn vinh, và vì yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở trần gian, người đã yêu thương họ đến cùng, nên trong bữa ăn tối, người cầm lấy bánh, dùng lời chúc tụng bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thật sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thê thức ấy, người cầm lấy chén rượu, tạ ơn và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Lạy Chúa, xin đoái nhìn hiện lễ chính Chúa đã chọn sẵn cho hội thánh Chúa. Xin Chúa nhân từ ban cho tất cả những ai sẽ thông phần cùng một bánh và chén này, được Chúa Thánh Thần quy tụ tất cả thành một thân thể, trở nên hiến lễ sống động trong Đức Kitô để ca tụng vinh quang Chúa. Vậy giờ đây, lạy Chúa, xin nhớ đến mọi người mà chúng con dâng của lễ này cầu cho họ. Trước hết là tôi tới Chúa là Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giáo Mục Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo mục, sau là tất cả các giáo sĩ, những người xin dâng lễ, những người hiện diện chung quanh đây và toàn thể nhân Chúa.
cùng mọi người đang thành tâm tìm kiếm Chúa. Xin Chúa cũng nhớ đến những người đã qua đời trong bình an của Đức Kitô, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con, cùng tất cả mọi người qua cô mà chỉ một mình Chúa biết lòng tin của họ. Xin Chúa nhớ đến những linh hồn con cầu nguyện trong thánh lễ hôm nay. Maria một phạm em xem tôi. Cho linh hồn Phêrô, Anna, ông bà Nền, Phêrô, Trần Minh Quyết, Doan Bamsta, Trần Lê Quyền. Linh hồn Maria, Phêrô, Doan Bamsta, Giuse và các linh hồn mồ côi, Giuse, Phaolô và Toma và tất cả những linh hồn ông bà, nội ngoại và tất cả những người thân nhân đi trước chúng ta. Xin Chúa phục sinh cho tất cả những linh hồn ấy cũng được sống lại với người và hưởng sự phục sinh của Chúa ở trên thiên đàng. Một gia đình xin dâng lễ tạ ơn và gia đình khác cũng soi sáng trong ngày chịu phép được phép thêm sức và rước lễ lần đầu trong ngày hôm nay của mình. Và cho cháu anh em cũng được mạnh khỏe sống trong tình yêu của Chúa. Lạy Cha nhân từ, xin ban cho tất cả chúng con là con cái Cha đang hướng phần cha nghiệp thiên quốc cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh trong nước Cha ở đó cùng với muôn loài thuộc tạng đã được giải thoát khỏi cảnh hư nát vì tội lỗi và sự chết. Chúng con được tôn vinh Cha nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ người, với người và trong người và mọi danh dự và vinh quang để quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Tôi
Linh Thiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng thanh Chúa được toàn nhạc con, nhưng xin Chúa ban một lời, để linh hồn con sẽ đồng hoan. Ngày hôm nay là ngày đặc biệt của cậu Max, chính vì vậy cho nên cậu sẽ được nhận mình vào máu thánh của Chúa. Please come forward. Bạch
gia đình của bà Khải cũng như là của anh chị Hưng, xin chúc mừng.
Anh Mạc thì tôi cũng muốn được thông báo là có một số cuốn bạch anh chị không hiểu được anh đến từ đâu. Thực sự thì anh không có sinh hoạt trong quá khứ, không có sinh hoạt trong giáo xếp của chúng ta. Nhưng cũng thời gian vừa rồi thì anh có là người là bạn trai của cháu Alison, là con của anh chị Thường Vân. Và anh đã có gì trong tương lai sẽ có nghi thức hôn phối với chị Alison. Nhưng trong được biết anh là người xuất thân từ gia đình Công giáo, anh đã được lãnh nhận phép bí tích rửa tội từ khi còn nhỏ. Nhưng không biết sau này vì lý do gì đó, thờ hay là chính mắng gì đó mà anh chưa được lãnh nhận phép bí tích xưng tội trước với lần đầu, cũng như là phép thiêm sức. Mà để trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân và nghi thức hôn phối thì anh phải trải qua các nghi thức. Thì bây giờ trong thời gian qua anh đã học lớp giáo lý từ thầy Lãm, và hôm nay đã được trao cho những của chúng ta thành một cái chương mục đã truyền các phàm phép cho anh được lãnh nhận phép bí tích xưng tội trước lễ lần đầu và phép bí tích thiêm sức. Đó là lý do sao mà anh Mạc có mặt hôm nay. Hi Mark, on behalf of the Catholic community, we're really grateful and very happy to have you here. And today is your special day. You received the first communion and confirmation. We're really happy for you. We wish you all the best, and we hope in the future you're going to be a good Catholic, to be always live like role model top for people live around you. And wish you all the best, and may God bless you with all the best that this can be for you. And happy Easter. Thưa quý bà, các anh chị em, hôm nay ngày cũng là chúng ta tập trung để cùng hòa nhập với niềm vui của toàn thể các họ đạo, các giáo xứ trên toàn thế giới đã mừng ngày Chúa phục sinh, Chúa đã chịu chết để cứu chuộc nhân loại, Chúa chịu chết vì tội lỗi chúng ta, và hôm nay Chúa đã sống lại thật, Chúa đã sống lại thật rồi. Trong niềm hân hoan đó, tôi xin thay mặt cho quý mẹ Minh Côi xin được kính chúc đến cha, đến thầy, tất cả quý bà, quý anh chị em một mùa Giáng sinh thật bình an và tràn đầy hồng ân của Chúa. Và cũng mong rằng trong mùa đại dịch này, xin Chúa vì lòng thương xót Chúa sống lại với chúng ta, Chúa sẽ cứu giúp chúng ta và ban chúng ta mọi sự bình an trong suốt mùa Covid này. Xin chúc mừng đến tất cả quý bà, quý anh chị em Happy Easter, chúc mừng sinh nhật, chúc mừng Happy Birthday, Happy Phục sinh của Chúa đến tất cả quý bà, quý anh chị em. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa phục sinh nhân đến Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Amen. Chúa này thần đáng.